Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Tiếp theo mình sẽ dùng màu vàng. Mọi người đã hoàn thành xong bức tranh con ve sầu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Ghê, cái này nóng hổi quá luôn. Mình đã tô màu xong nhé. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu nha.
Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chụp tô màu nhé các bạn. Theo mình sẽ dùng một tí. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu con thỏ Marian. Thì mình sẽ dùng màu xanh để vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh con vịt. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Mình tô màu xong nhé.